Sàng lọc tiền sản giật cho thai phụ. Với hơn 10 triệu ca mắc trên thế giới, 76.000 thai phụ tử vong mỗi năm do tiền sản giật và các rối loạn cao huyết áp có liên quan. Tiền sản giật không còn xa lạ khi là bệnh lý gây nguy hiểm tính mạng cho cả thai phụ lẫn thai nhi. Tiền sản giật là gì? Là một bệnh lý liên quan đến thai nghén, thường xảy ra sau tuần thứ 20 của thai kỳ và có thể kéo dài đến 6 tuần sau sinh. Các triệu chứng của tiền sản giật: tăng huyết áp, phù, protein niệu. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu với bệnh lý này. Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật được thực hiện như thế nào? Các thai phụ sẽ được đo huyết áp, siêu âm đo Doppler động mạch tử cung, lấy máu xét nghiệm. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 năm 2020, tất cả các thai phụ ở tuổi thai 11 tuần 6 ngày đến 13 tuần 6 ngày đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ được thực hiện sàng lọc miễn phí tiền sản giật. Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, phòng 219 tầng 2 nhà B, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 929 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 032 68 58 585.